3. Công chúa, nếu lúc đó ta có mặt ở đó, ta nhất định sẽ cứu công chúa thoát khỏi nguy hiểm. Vị huynh đệ này nói không sai, bất luận ai có mặt vào lúc đó cũng sẽ làm như vậy. Đúng vậy, đáng tiếc là có người lại không đụng phải. Tử Kỳ, người, công chúa, nếu lần sau cô gặp nguy hiểm, Khắc Sơn ta nhất định là người đầu tiên chạy đến. Cái gì? Ngươi còn muốn ta gặp thêm lần nữa à? Công chúa, ta... Được rồi, Hoa Dương, con thấy nên thưởng như thế nào thì thưởng thế đó đi. Đa tạ phụ dương. Đại dương, Kim Sáng phái người đến báo tin phản tặc Đỗ Vũ đã đến nước Ngọc Sơn rồi. Hắn đã phái người đi theo dõi rồi, tùy cơ ra tay. Nói với Kim Sáng, mau chóng giải quyết Đỗ Vũ. Ngày nào Đỗ Vũ chưa chết chính là mối nguy hiểm lớn nhất của nước Ngư Phù ta. Ta lo hiện giờ hắn cấu kết với Ngọc Sơn Dương, bất lợi cho nước Ngư Phù ta. Dạ, đại dương. Kim Sáng còn báo tin là Ngọc Sơn Dương đang chuẩn bị cử hành đại hội tỷ võ chiêu thân cho con gái hắn ta. Khắp nơi trong cả nước đều quan tâm chuyện này. Phòng ngự biên giới lỏng lẻo là thời cơ tốt để tiến binh đó. Tốt, cuối cùng đợi được cơ hội rồi. Bổn vương lần này phải ngự giá thân chinh, thừa lúc xông vào một hồi trống sang bằng nước Ngọc Sơn. Đại vương, khoan đã, khoan đã. Ngọc Sơn Dương một đời kiêu hùng, không thể phạm lỗi cơ bản như vậy được. Có thể là một cái bẫy. Theo thần thấy, chỉ bằng để cha con Cường Ba phát binh tập kích trước, do thám thật hư đã. Đại quân sẽ đi theo sau. Phía trước đánh thuận lợi rồi, đội quân đại dương mới tiến thẳng vào. Đại Tế Ti nói có lý, cứ để bọn chúng đánh một trận trước. Đợi cả hai đều bị thương vong rồi, bổn vương sẽ xuất hiện thu dọn tàn cuộc, tiêu diệt từng bên. Được rồi, quyết định vậy đi. Người đi nói với Cường Ba kêu hắn chuẩn bị tốt cho tiến công, nói đại quân của bổn vương sẽ đến ngay. Dạ. Lần trước mấy chỗ này đô tỳ đã tìm qua rồi đều không có. Căn phòng này nhất định là có chỗ bí mật. Quận chúa, hay là chúng ta về đi, đại dương sắp về tới rồi. Không được, ta phải tiếp tục tìm. Quận chúa, về rồi, về rồi, về rồi. Sao Ái Phi lại ở đây? Hoàng thượng, Ái Phi tìm bổn vương có chuyện gì không? Sao hả? Thiếp không thể đến sao? Hoàng thượng không muốn nhìn thấy thiếp à? Được rồi, các người đều lui xuống đi, cả người nữa. Dạ. Đương nhiên là tới được rồi. Đây là lần đầu tiên nàng chủ động đến cung điện của bổn vương. Đúng rồi, còn có một lần, chính là cái lần nàng xin tội cho Đỗ Vũ. Nếu hoàng thượng không thích thần thiếp đến thì giờ thần thiếp đi ngay. Sao lại không? Sao lại không thích chứ? Vui mừng còn không kịp nữa là... Có điều là bổn vương cảm thấy hơi bất ngờ. Dương Phi tìm bổn vương có chuyện gì không? Không có chuyện gì, thần thiếp chỉ muốn xem thử hoàng thượng gần đây bận rộn chuyện gì. Đa tạ Dương Phi quan tâm. Bổn vương sắp phải xuất chinh rồi. Xuất chinh? Người định đi đâu? Công đánh nước Ngọc Sơn. Cái gì? Dương Phi hốt hoảng như vậy làm gì lo cho an nguy của bổn vương, hay vì sống chết của Đỗ Vũ? Lời hoàng thượng nói sao Kim Sa nghe không hiểu gì vậy? Không lẽ nàng không biết Đỗ Vũ hiện đang lẫn trốn ở nước Ngọc Sơn sao? Hoàng thượng, thần thiếp suốt ngày ở trong cung, Đỗ Vũ ở đâu làm sao thần thiếp biết được? Bỏ đi, bỏ đi. Có biết hay không cũng vô ích. Dù sao bổn vương cũng sắp đi tiêu diệt nước Ngọc Sơn, huống hồ gì là một Đỗ Vũ nhỏ bé. Đỗ Vũ, các người ở nước Ngọc Sơn mấy ngày rồi, cô quen chưa vậy? Cần thứ gì cứ việc lên tiếng. Ngọc Sơn Dương có thể cho chúng tôi ở lại, chúng tôi đã vô cùng cảm kích. Thật sự không có thỉnh cầu gì nữa. Đã ở lại đây thì là người một nhà rồi, tuyệt đối đừng khách sáo. Không khách sáo, chúng tôi đã quyết định ở lại thì không khách sáo nữa. Trước đây luôn nghe nói nước Ngọc Sơn muốn đánh nước Ngư Phù, chúng tôi luôn xem ngài là kẻ địch. Nhưng lần này gặp mới biết hoàn toàn không phải như vậy.
là báo ích, muốn đạt được mục đích của hắn mới đưa ra những chứng cứ này. Đúng vậy. Chính vì điều này, Đỗ Vũ mới thuyết phục chúng tôi đến quy thuận ngài. Lúc Bổn Vương còn trẻ, cũng từng làm một số chuyện nông nổi của tuổi trẻ, trải qua nhiều năm suy xét. Bây giờ nghĩ lại, cảm thấy hối hận cho những việc làm đó. Đại Vương, xin thứ tội Đỗ Vũ vô lễ. Ngọc Sơn Dương có thể cảm nhận được Ngư Phù và Ngọc Sơn vốn là một nhà, hơn nữa không còn tham vọng mở rộng biên cương khắp nơi đánh giết tranh giành, mà đặt hạnh phúc của dân chúng lên hàng đầu, thực sự hiếm có. Đỗ Vũ vô cùng tán thành tất cả những việc làm của Ngọc Sơn Dương, nhưng mà đáng tiếc là bá ích lại không sáng suốt như ngài. Đúng đó, chính vì điểm này Đỗ Vũ mới thuyết phục chúng tôi đến quy thuận ngài. Xem ra quan điểm của chúng ta đều giống nhau. Ta cũng rất ngưỡng mộ chí khí của các ngươi. Ngọc Sơn Dương quá khen rồi. Thực ra Đỗ Vũ chỉ là một phản tặc của nước Ngư Phù. Người yên tâm, chỉ cần ở nước Ngọc Sơn, không ai dám động đến người. Đỗ Vũ tạ ơn Ngọc Sơn Dương. Nhưng Đỗ Vũ cảm thấy sống chết an nguy của một mình vốn không quan trọng. Hiện giờ Đỗ Vũ chỉ hận không có năng lực giải cứu cho bá tánh ở nước Ngư Phù. Bây giờ họ đang sống trong nước sôi lửa bỏng. Đỗ Vũ hy vọng Ngọc Sơn Dương có thể giải cứu bá tánh khỏi biển lửa. Chuyện này bảo vệ một mình ngươi thì được, nhưng còn giải cứu dân chúng nước Ngư Phù, Bổn Vương tuy có lòng nhưng không đủ sức. Ngọc Sơn Dương, bây giờ cả nước Ngư Phù đều nằm trong sự khống chế của bá ích. Bây giờ ngoài bộ lạc Lam Sơn không còn bộ lạc nào có thể đối kháng với hắn. Nhưng thủ lĩnh bộ lạc Lam Sơn lại là Cường Ba, kẻ bán mạng cho bá ích. Đại Dương, đối thủ duy nhất hiện giờ của bá ích chính là nước Ngọc Sơn. Xin Ngọc Sơn Dương niệm tình Ngư Phù vốn là một nhà biên Ngọc Sơn, cứu lấy dân chúng của nước Ngư Phù đi. Chuyện này bàn sau đi. Nhưng mà Đỗ Vũ à, ngươi và mẫu thân ngươi đã đến nước Ngọc Sơn chúng ta rồi, thì cứ ở lại nước Ngọc Sơn đi. Qua nhiều lần suy xét, ta chuẩn bị phong ngươi làm đại tế ti nước Ngọc Sơn. Cái gì? Đại tế ti? Thật tốt quá. Nghe nói người tinh thông tinh tượng thiên văn, có thể đoán trước mưa gió hạn lũ. Ta cho rằng ngươi thích hợp đảm nhiệm chức vụ đại tế ti nhất. Đúng vậy, đúng vậy. Đại Dương nói rất đúng đó. Tạ ơn Ngọc Sơn Dương. Đỗ Vũ, đa tạ hậu ái của Ngọc Sơn Dương. Đa tạ. Tốt, tốt, tốt. Có điều Đỗ Vũ không thể tiếp nhận. Tại sao? Đỗ Vũ đến nước Ngọc Sơn vốn không phải tìm lối thoát cho bản thân mình, mà là khẩn cầu Ngọc Sơn Dương hãy cứu dân chúng nước Ngư Phù. Cứu như thế nào? Xin cho Đỗ Vũ một đội quân. Thần muốn trở về đánh nước Ngư Phù, lật đổ sự thống trị tàn bạo của bá ích. Nước Ngư Phù binh mạnh ngựa khỏe, nước Ngọc Sơn cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình. Muốn đánh bại nước Ngọc Sơn đâu có dễ dàng chứ. Đúng vậy, đúng vậy. Huynh làm đại tế ti trước, chuyện này chúng ta từ từ. Người im miệng đi. Thương lượng. Ngọc Sơn Dương thu nhận mẹ con chúng tôi. Đỗ Vũ đã vô cùng cảm kích. Có điều chức vụ đại tế ti, Đỗ Vũ có tài đức gì thật sự không thể tiếp nhận. Xin Đại Vương thứ tội. Nếu Ngọc Sơn Dương có sai bảo gì, Đỗ Vũ sẽ làm hết sức mình. Còn chức đại tế ti, xin thứ tội Đỗ Vũ, quả thực không thể tiếp nhận. Nếu người đã không muốn nhận, Bổn Vương cũng không cưỡng ép. Các người cứ yên tâm ở lại nước Ngọc Sơn đi. Sau này nghĩ thông rồi thì đến tìm Bổn Vương. Đỗ Vũ đa tạ hậu ái của Ngọc Sơn Dương. Ta, Đỗ Vũ, có phải huynh có vấn đề không vậy? Không có. Huynh bị đau đầu nhức óc hay có chỗ nào không khỏe? Không có. Không thể nào không có. Rốt cuộc người muốn nói gì? Huynh chắc chắn bị bệnh rồi. Đại tế ti huynh cũng không làm, huynh còn muốn làm gì hả, Đỗ Vũ?
Người đã quên những bá tánh đang chịu khổ ở nước Ngư Phù rồi sao? Ta biết huynh đúng, nhưng huynh cũng phải tự cứu mình trước đã. Huynh đánh ta làm gì? Ta làm sao? Ta chỉ... Huynh không làm, huynh có thể tiến cử ta mà. Công tử, đã sắp xếp xong rồi. Dạ phải, mời. Muội muội, muội đi nghỉ trước đi. Hiện giờ tình hình ra sao? Đỗ Vũ đã gặp Ngọc Sơn Dương rồi. Ngọc Sơn Dương đối đãi hắn rất nhiệt tình. Y như dự đoán, Ngọc Sơn Dương đã cho Đỗ Vũ gặp mẫu thân Cấp Ni hắn rồi. Thì ra Cấp Ni lẫn trốn ở nước Ngọc Sơn, ta nên nghĩ ra từ lâu mới phải. Còn gì nữa không? Còn có tên Kim Sáng kia cũng dẫn theo tùy tùng đến nước Ngọc Sơn rồi. Xem ra là đang theo dõi Đỗ Vũ. Điều này ta biết. Mấy ngày trước Ngọc Sơn Dương dẫn theo Hoa Dương công chúa ra ngoài săn bắn, Đỗ Vũ cũng đi theo. Nghe nói Đỗ Vũ đã giết được một con gấu lớn cứu mạng Hoa Dương công chúa. Ngọc Sơn Dương rất cảm kích. Đây không phải là tin tốt. Đỗ Vũ hoàn toàn có khả năng vì vậy mà có được sự quý mến của Ngọc Sơn Dương và công chúa. Tên Đỗ Vũ này có khi nào cũng tham gia tỉ võ chiêu thân không? Đối với hắn, ta thật sự vẫn chưa hoàn toàn nắm rõ. Nếu làm vậy, Đỗ Vũ sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh chính của ngài rồi. Chúng ta phải trừ khử hắn trước khi tỉ võ chiêu thân. Người có biết tên Kim Sáng đó ở đâu không? Chuyện này cứ để hắn đi làm. Dạ rõ, thuộc hạ lập tức đi làm. Báo, công tử, có người điểm họ chỉ danh đòi gặp ngài, điểm danh đòi gặp ta. Ta vừa đến đây đã có người biết rồi à? Là người nào? Hắn nói tên Kim Sáng. Hắn cũng bắt được tin nhanh đó. Cho hắn vào đi. Dạ. Kim Sáng, tham kiến Cường Hoa huynh đệ. Ta đang muốn tìm ngài, ngài lại tự đến rồi. Ngồi đi. Sư công tử cũng đến thành Ngọc Sơn rồi. Tại sao ta không được đến? Ta là chủ tướng trấn thủ biên giới Linh Quang, thâm nhập nước địch nghe ngóng tin tức là chuyện đương nhiên mà. Sao hả? Kim tướng quân đối với chuyện này có nghi ngờ gì sao? Đâu có, đâu có. Ta là sợ bị lộ tin tức, sợ tướng quân ngài gặp nguy hiểm đó. Kim Sáng tướng quân không phải cũng vào hang cọp bắt phản tặc sao? Ngài còn không sợ, ta sợ gì chứ? Cường Hoa công tử gan dạ hơn người, Kim Sáng ta vô cùng khâm phục. Hèn gì Ngư Phù Dương luôn nói Cường Hoa là người có thể làm nên đại sự. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên bất phàm. Quá khen rồi. Kim Sáng tướng quân đến tìm ta chắc chắn có chuyện gì đúng không? Có gì cứ nói thẳng. Ta và Kim tướng quân còn có chuyện phải nói. Người lui xuống trước đi. Dạ. Công tử, không giấu gì ngài. Mấy ngày trước ta đã tìm được cơ hội ám sát Đỗ Vũ. Qua Dương công chúa và Đỗ Vũ bọn họ ra ngoài săn bắn. Ta và các huynh đệ mai phục ở giữa đường, chuẩn bị ám sát hắn. Xém chút là thành công rồi. Thật đáng tiếc, uổng công một chuyến để hắn chạy thoát. Ta còn bị thương hết mấy huynh đệ. Nếu là như vậy đúng là không phải tin tốt. Một nhát không trúng, Đỗ Vũ chắc chắn sẽ cảnh giác. Nếu chúng ta muốn tiếp tục ra tay, e là khó có cơ hội rồi. Đúng vậy, ai nói không phải chứ. Cho nên hôm nay ta đến tìm huynh đệ giúp đỡ. Chúng ta liên thủ tiêu diệt Đỗ Vũ. Giết Đỗ Vũ về công về tư, ta cũng không khoanh tay đứng nhìn. Về chuyện này ngài yên tâm, ta nhất định sẽ dốc toàn lực phối hợp với ngài. Ngài nói đi, ngài định làm như thế nào?
Bây giờ Ngọc Sơn Dương đang bảo vệ chặt chẽ Đỗ Vũ, nhất thời rất khó ra tay. Ta nghĩ kỹ rồi, chúng ta... Được. Được, cứ làm theo kế tướng quân. Vậy tướng quân theo kế hành sự, ta xin cáo từ. Tạ tướng quân. Tại sao Kim Sáng tìm được đây? Tên Kim Sáng này đúng là không tầm thường. Hắn vì bắt Đỗ Vũ dám chạy đến nước Ngọc Sơn, cho thấy hắn gan dạ hơn người. Hắn có biết kế hoạch của ngài không? Tạm thời chắc vẫn chưa biết. Đúng rồi, ngươi có thể sắp xếp cho ta gặp Ngọc Sơn Dương một chút không? Gặp Ngọc Sơn Dương có thích hợp không? Không có gì không thích hợp. Lén lén lúc lúc ngược lại càng không tốt. Chỉ bằng quang minh chính đại nói rõ suy nghĩ của mình. Nếu Đỗ Vũ có thể làm cho Ngọc Sơn Dương thích hắn, thì ta cũng có cách làm cho Ngọc Sơn Dương tiếp nhận ta. Chuyện này gặp Ngọc Sơn Dương thì hơi khó khăn. Tại hạ có thể sắp xếp cho ngài gặp mặt đại trưởng lão. Đại trưởng lão, đại trưởng lão là người thân cận nhất bên cạnh Ngọc Sơn Dương. Cũng được, vậy người sắp xếp đi. Ta muốn gặp ông ta ngay. Dạ. Vũ Nhi, Vũ Nhi. Mẹ, mẹ đến rồi. Đang nghĩ gì vậy? Không có nghĩ gì. Mẹ biết con đang nhớ Kim Sa. Không những con nhớ mà trong lòng mẹ cũng thấy khó chịu. Mẹ, con luôn cảm thấy con có lỗi với nàng ấy. Là con đã hại nàng ấy. Kim Sa là đứa trẻ số khổ. Nhưng mà con cũng không nên quá trách bản thân mình. Số mạng của con người, nhân duyên của người đều do thiên thần định sẵn cho chúng ta. Mỗi người từ lúc mới chào đời đã gánh vác sứ mạng khác nhau. Con không quên sứ mạng của mình. Nhưng con không thể không nghĩ đến nàng ấy. Hiện giờ chắc nàng đang chịu rất nhiều uất ức ở bên cạnh Bá Ích, lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Kim Sa là đứa trẻ thông minh, nó nhất định sẽ bảo vệ mình thật tốt mà. Mong thiên thần hãy phù hộ cho nó. Đỗ Vũ ca ca, Cáp Ni Mama qua giường đến rồi. Cáp Ni Mama, đây là con lấy từ trong cung ra, là do chính tay tầm cô chỗ các người dệt đó. Con lấy một chút cho người may quần áo mới. Tay nghề dệt gấm của tầm cô quả thật nổi tiếng gần xa. Gấm dốc đẹp như vậy cho ta thật là uổng phí đó. Hay là con cứ để lại dùng đi, con còn nhiều lắm, người giữ lấy đi. Mấy ngày nữa phụ thân sẽ ép con cử hành tỷ võ chiêu thân. Đã sớm chuẩn bị rất nhiều quần áo cho con rồi. Từ lâu đã nghe nói phụ thân con rất thương con. Ngày ấy nhất định sẽ tìm cho con một vị anh hùng thật sự. Anh hùng thật sự. Trong lòng con đã có anh hùng thật sự rồi. Con nhất định phải làm vợ vị anh hùng thật sự trong lòng con. Đỗ Vũ ca ca, muội đến rồi, sao huynh không nói chuyện với muội vậy? Cũng không có gì để nói. Chỉ hy vọng cô đừng ăn hiếp anh hùng thật sự của cô như chó mèo được rồi. Huynh nói gì chứ? Huynh mới là chó mèo đó. Huynh mới là chó mèo. Người thật to gan. Người không sợ ta sẽ bắt người lại sao? Nếu sợ, ta đã không đến đây. Rốt cuộc người có ý gì? Ta sẽ không để nước ngư phù mua chuộc đâu. Đại trưởng lão hiểu lầm rồi. Cường Hoa là thật lòng thật dạ đến nước Ngọc Sơn tỉ võ chiêu thân.
Ngươi định tỉ võ chiêu thân. Đúng vậy. Ngươi là chủ tướng trấn giữ Linh Quan của nước Ngư Phù. Ngươi kêu ta làm sao tin ngươi? Không phải đến nghe ngóng tin tức chứ? Đi nghe ngóng tin tức mà mang theo lễ vật đến một cách trắng trợn như vậy sao? Xin đại trưởng lão so sánh thử. Làm phò mã nước Ngọc Sơn và làm chủ tướng Linh Quan, cái nào quan trọng hơn? Cường Hoa rất có lòng tin, tuyệt đối không chỉ muốn trở thành một chủ tướng mà thôi. Rất mong đại trưởng lão nói tốt cho Cường Hoa vài lời trước mặt Ngọc Sơn Dương. Nếu như ta có thể trở thành phò mã nước Ngọc Sơn, Cường Hoa sẽ không quên ơn đại trưởng lão đâu. Xin đại trưởng lão tác thành. Đại trưởng lão, chuyện tỷ võ chiêu thân chuẩn bị đến đâu rồi? Xin đại vương yên tâm, tin tức đã truyền ra ngoài. Mấy ngày nay anh hùng khắp nơi lần lượt đến đây tụ tập ở thành Ngọc Sơn. Tốt, tốt lắm. Bọn họ đang ở đâu? Bọn họ đại vương, Đỗ Vũ có chuyện muốn nói. Được, người nói đi. Tỷ võ chiêu thân lần này có thể nói là nhân tài tụ hội, nhưng đông người rồi sợ là sẽ không được an toàn. Cho nên Đỗ Vũ đề nghị tập trung những người này lại, sau đó sắp xếp chỗ ở, phái vệ binh tuần tra canh gác. Nếu có người nào gây sự, có thể kịp thời phản ứng. Được, cứ làm như vậy. Phát hiện có ai gây sự, lập tức bắt lại cho ta. Đại dương, những người đến tham gia tỷ võ chiêu thân lần này cũng có thể sau này là phu quân của Hoa Dương, phò mã của nước Ngọc Sơn. Thần cảm thấy lấy lễ đối đãi vẫn tốt hơn. Đỗ Vũ nói đúng, suy xét cũng chu đáo. Chuyện này cứ giao cho Đỗ Vũ ngươi làm. Chuyện này Đỗ Vũ nhất định sẽ làm hết sức mình. Tốt, tốt, tốt. Đại dương, Đỗ Vũ xin cáo lui. Được. Cái này không tệ. Cái này rất đẹp. Lấy cái này đi. Tiền đây. Ngươi làm gì? Thủ lĩnh chúng ta là để ngươi tùy tiện đụng sao? Diệu huynh đệ này, nói chuyện khách sáo một chút, là hắn đụng ta. Ngươi từ đâu đến? Ta từ đâu đến có liên quan gì đến ngươi không? Mọi người vẫn là nước sông không phạm nước giếng tốt hơn. Tránh ra. Ở trong địa bàn nước Ngọc Sơn ta mà để ngươi láo xược sao? Ta sẽ dạy ngươi một bài học. Dừng tay. Cường Hoa, ngươi đến đây làm gì? Ngươi là một tên tội phạm chạy trốn cũng đến được, tại sao ta không thể đến được? Cường Hoa, đối với nước Ngư Phù, ngươi là chủ tướng Linh Quan, tự ý rời bỏ chức vụ. Đối với nước Ngọc Sơn, ngươi lại đến thành trì thám thính tin tức một cách trắng trợn. Vậy bây giờ có phải nên lập tức bắt ngươi lại không? Ngươi đâu? Bắt hắn lại cho ta. Hoàng đã. Người đến nước Ngọc Sơn có chuyện gì? Lần này ta đến nước Ngọc Sơn là đại diện cho cá nhân ta. Ta đến để tỉ võ chiêu thân. Cái gì? Tỉ võ chiêu thân? Chắc người biết những người đến đây là dũng sĩ phương nào chứ? Sau khi lựa chọn, có khoảng 5 người đủ sức cạnh tranh. Nói nghe thử. Có hoàng tử nước Hắc Thủy, Cáp Ngột Lý. Có hoàng tử nước Khang Tặng, Tùng Bố. Còn có hoàng tử nước Vân Nam, Khởi Minh. Ba vị hoàng tử này đều có tuyệt kỹ của mình, võ nghệ hơn người, có thể có nhiều kỳ vọng. Ngoài ra còn có đệ nhất dũng sĩ của nước Ngọc Sơn ta, công tử Khắc Sơn thuộc bộ lạc Vân Hải. Còn một người nữa chính là công tử ở bộ lạc Lam Sơn nước Ngư Phù, Cường Hoa. Cường Hoa cũng đến thành Ngọc Sơn rồi. Hắn là tướng giữ Linh Quan chính của nước Ngư Phù. Hắn không muốn sống rồi sao?
Đại nhân, chỉ xem lá gan của người ta cũng đủ thấy là anh hùng rồi. Chúng ta lại không có quy định rằng người của nước Ngưu Phù không được tham gia tỷ võ chiêu thân. Giả sử tên Cường Hoa này thật sự thắng cuộc, vậy đối với nước Ngọc Sơn chúng ta cũng là một tin tốt. Nói vậy có ý gì? Đại Dương thử nghĩ xem. Giả sử Cường Hoa trở thành con rể của Đại Dương, vậy nhân mã của bộ lạc Lam Sơn sẽ nghe lệnh điều động của Đại Dương rồi. Đại Dương muốn giành được thiên hạ nước Ngư Phù, vậy không phải dễ như trở bàn tay rồi sao? Nghe nói tên Cường Hoa này đa mưu túc trí, rất giỏi dùng binh. Phụ thân của hắn chính là đại trưởng lão nước Ngư Phù. Nếu thật sự có thể cho chúng ta dùng thì đúng là việc rất vui mừng rồi. Thần lập tức gọi hắn đến gặp người. Không cần, đợi xem đã. Trước khi tỷ võ chiêu thân, các tuyển thủ tham gia thi đấu đều sẽ mang lễ vật đến bái kiến bổn vương. Với hắn không cần phải ưu tiên đặc biệt. Dạ. Ngày tỷ võ chiêu thân sắp đến rồi, bổn vương lo là có người sẽ thừa cơ quấy nhiễu, đặc biệt là tên Ngưu Phù Dương kia, luôn nhìn chăm chăm vào nước Ngọc Sơn ta, không thể không đề phòng. Chúng ta có nên phái thêm ít nhân mã đến biên giới tăng cường phòng vệ không? Đề phòng bọn họ mượn gió bẻ măng, thừa lúc xông vào. Chủ tướng thống lĩnh binh của nước Ngưu Phù đã ở chỗ chúng ta rồi, hắn làm sao tiến binh? Chúng ta chỉ cần bám sát tên Cường Hoa này sẽ không có chuyện gì đâu. Nó cũng phải. Hoa Dương vẫn luôn chống đối việc ta tổ chức tỷ võ chiêu thân cho nó. Nếu nó một mực không đồng ý thì phải làm sao? Đại Dương cũng không thể nuông chiều Hoa Dương mãi được. Nữ nhi lớn rồi cũng phải xuất giá thôi. Chuyện đại sự như vậy vẫn phải do người quyết định mới được. Đúng vậy. Phụ Dương, Phụ Dương. Nữ nhi à, tìm Phụ Dương có chuyện gì không? Con, các người lui xuống trước đi. Ta có chuyện muốn nói với Phụ Dương. Được, được, được. Các người đều lui xuống đi. Dạ. Hoa Dương à, mọi người đi hết rồi, có chuyện gì thì con cứ nói đi. Phụ Dương, con đồng ý tỷ võ chiêu thân. Thật không? Ngọc Sơn Dương không có nói không cho phép người của nước Ngư Phù tới chứ. Ta đến đường đường chính chính, người dựa vào đâu bắt ta? Được. Nếu người đã đến đây để tỷ võ chiêu thân thì phải tuân theo quy định của nước Ngọc Sơn chúng tôi. Ta sẽ tuân theo ý chỉ của Ngọc Sơn Dương, giám sát người bất cứ lúc nào. Tử Kỳ, phát danh bài cho hắn, đăng ký vào sổ, phái binh bảo vệ. Ngoan ngoãn một chút. Sao lại để hắn chiếm thế thượng phong rồi? Hoa Dương à, không phải con luôn phản đối việc tỷ võ chiêu thân sao? Sao đột nhiên nghĩ thông rồi hả? Thì con nghĩ thông rồi mà. Nói cha nghe, con nghĩ thông như thế nào? Nghĩ thông rồi thì là nghĩ thông rồi. Để cha nói vậy, việc tỷ võ chiêu thân đối với con, đối với đất nước, có trăm điều lợi mà không một điều hại. Con mặc kệ đối với đất nước có lợi hay không, bây giờ tình hình thay đổi rồi. Thay đổi gì? Nói nghe thử. Con đã thích một người. Thích ai? Thích ai hả? Người này võ nghệ cao cường, rất nhiều tài hoa, bản lĩnh xuất chúng, oai phong lẫm liệt, đánh khắp thiên hạ không địch thủ. Còn người này có thể là ai chứ? Sao cha không biết người này? Đương nhiên cha biết người này rồi, cha cũng quen mà. Cha cũng quen. Ai vậy? Chỉ là Đỗ Vũ. Đúng 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 đúng, là một tuyển thủ rất tốt. Vậy hắn đã đồng ý tham gia tỷ võ chiêu thân rồi à? Con mặc kệ. Con chỉ có một điều kiện này. Nếu huynh ấy không tham gia, con cũng không tham gia. Chuyện này phải tìm hiểu quan hệ với bọn họ. Có những người có thể ở chung, nhưng có những người thì không thể, để tránh những tranh chấp không cần thiết. Vẫn là huynh suy nghĩ chu đáo.
Quỳnh thấy giống như loại người cường qua thì phải cho hắn tránh xa người ta một chút, đúng không? Để tránh hắn gây chuyện thị phi. Sai rồi, không đúng. Nếu cường qua muốn đến tham gia tỉ võ chiêu thân, hắn chắc chắn sẽ rất ngoan ngoãn, để tạo ấn tượng tốt với Ngọc Sơn Dương. Ngược lại tên Khắc Sơn kia, ta sợ hắn vì muốn trở thành phò mã sẽ không từ thủ đoạn. Quỳnh thấy thái độ hắn đối với Quỳnh lần trước không? Tỏ rõ không chịu phục. Một tên thô lỗ quen dụng võ với bộ dạng quán, làm sao có thể xứng với Hoa Dương công chúa chứ? Có đúng không? Tên võ phu quen dụng võ nào không xứng với ta vậy? Công chúa đến rồi. Khắc Sơn đó, Tử Kỳ, sao ngươi lại nói xấu người ta sau lưng hả? Ta ở trước mặt hắn cũng sẽ nói như vậy. Được rồi, công chúa, mời ngồi. Ngươi đi sắp xếp người đi. Sắp xếp ai vậy? Còn ai nữa thì đám người thô lỗ của cô đó. Ngươi nói gì? Ngồi. Công chúa xin đừng tức giận. Tử Kỳ ăn nói vậy đó, hắn chỉ đùa với cô thôi. Đỗ Vũ ca ca, muội nghe Phụ Dương nói những người đến tỷ võ chiêu thân đều do huynh quản lý. Không phải vậy sao? Hai ngày nay làm chúng tôi mệt muốn chết. Thống kê số lượng người, phân phát danh bài, thống nhất sắp xếp chỗ ở. Vậy Đỗ Vũ ca ca của nữ đâu vậy? Cái gì mà ta ở đâu? Chỗ cô đến đây không phải là chỗ của ta sao? Không phải huynh nói người tỷ võ chiêu thân đều thống nhất sắp xếp sao? Đó là những người muốn tham gia tỷ võ chiêu thân. Đỗ Vũ huynh ấy lại không tham gia. Sao hả? Ta nói sai gì rồi sao? Không có. Hoa Dương à, ta chỉ phụ trách sắp xếp việc tỷ võ chiêu thân, nhưng ta không có tham gia. Tại sao vậy? Không có tại sao. Muội biết rồi. Chắc chắn là huynh sợ thua sẽ mất mặt. Muội có thể kêu Phụ Dương giúp huynh mà, động tay chân với bọn họ một chút, bảo đảm bọn họ trước khi tỷ võ không ai còn sức lực. Không cần. Hoa Dương, đám người thô lỗ đó cộng lại cũng không đánh thắng nổi một mình Đỗ Vũ. Vậy thì tại vì sao? Có phải là vì muội không được đẹp, không được hiền thục? Muội sửa đổi không được rồi sao? Không phải, không liên quan đến cô. Rốt cuộc là tại sao chứ? Không tại sao cả. Tóm lại, ta sẽ không tham gia tỷ võ chiêu thân. Ta chỉ có thể chúc cô hạnh phúc. Hoa Dương, đừng đuổi nữa. Huynh ấy sẽ không tham gia đâu. Không được, ta muốn huynh ấy tham gia. Ta muốn huynh ấy làm phu quân của ta. Không thể nào. Trong lòng huynh ấy chỉ có Kim Sa. Nhưng mà Kim Sa đã trở thành thê tử của người khác rồi. Sao huynh ấy không thể quên chứ? Có phải ta không đẹp bằng Kim Sa, không hiền thục bằng cô ấy, không hiểu chuyện bằng cô ấy? Đây đều là nguyên nhân. Cái gì? Không, đây không phải là nguyên nhân chính. Vậy là tại sao? Nguyên nhân chính là huynh ấy yêu Kim Sa. Nhưng ta cũng là thật lòng yêu Đỗ Vũ ca ca mà. Không được, tuyệt đối không được. Nếu hủy bỏ đại hội tỷ võ chiêu thân, nước Ngọc Sơn sẽ trở thành trò cười lớn nhất cho người trong thiên hạ. Ngọc Sơn Dương ta, công chúa Ngọc Sơn con sao có thể ăn nói lật lọng, nói lời không giữ lời chứ? Không được, tuyệt đối không được. Con gái yêu quý của ta ơi, tuổi con cũng không còn nhỏ nữa, nên tính chuyện hôn sự rồi. Không phải hôm qua con đã đồng ý rồi sao? Nhưng mà Đỗ Vũ ca ca không chịu tham gia. Tại sao? Con không biết. Chắc là vì huynh ấy không thích con. Dựa vào hắn, một kẻ gặp nạn, sao dám xem thường con gái của Ngọc Sơn Dương ta chứ? Huynh ấy không có xem thường con. Huynh ấy rất tôn trọng con. Hôm qua con nói với huynh ấy là con thích huynh ấy, nhưng huynh ấy nói không dám tiếp nhận con. Huynh ấy không tham gia tỷ võ chiêu thân, làm sao con lấy huynh ấy được đây? Con gái của ta ơi, con cũng chủ động quá rồi đó. Con là công chúa của nước Ngọc Sơn mà.
Nếu lấy được Đỗ Vũ ca ca làm chồng, con thả không làm công chúa. Tính tình y hệt mẫu thân con vậy. Được rồi, bổn vương biết tâm tư của con rồi. Con yên tâm, cha nhất định sẽ tìm cách làm cho Đỗ Vũ hồi tâm chuyển ý, tham gia tỷ võ chiêu thần. Thật không? Quá tốt rồi, con biết cha sẽ không bỏ mặc con đâu. Con gái con yên tâm đi, con ngoan của cha. Ta tìm huynh cả nửa ngày, sao huynh ở đây hả? Lúc nãy huynh nói với Hoa Dương như vậy, có phải hơi quá đáng không? Nếu là người thì ngươi làm sao? Ta? Đừng hỏi ta, làm sao ta biết? Ngươi không biết còn đến đây trách móc ta. Ta không phải trách móc huynh. Hoa Dương cũng hơi tội nghiệp, huynh có biết không? Kim Sa còn tội nghiệp hơn cổ. Tử Kỳ, trong lòng ta bây giờ chỉ có Kim Sa thôi, vốn không thể chứa thêm bất cứ cô gái nào khác. Hoa Dương là công chúa nước Ngọc Sơn, cô ấy muốn gì cũng có. Dù cô ấy bị từ chối ở chỗ ta thì cũng được bù đắp ở chỗ khác. Nhưng nếu Ngọc Sơn Dương tức giận lên đuổi chúng ta ra khỏi nước Ngọc Sơn thì làm sao? Nếu Ngọc Sơn Dương vì chuyện này mà đuổi chúng ta ra khỏi nước Ngọc Sơn, ta cảm thấy chúng ta ở lại đây cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Huynh, được, từ nhỏ cái gì cũng nghe lời huynh hết, bất luận có đúng hay không ta cũng đều nghe huynh. Công chúa, ngoài Đỗ Vũ ra không chịu lấy ai hết, nhưng tên Đỗ Vũ này sống chết cũng không chịu tham gia tỷ võ chiêu thân. Người nói nên làm sao? Chuyện này có vẻ hơi khó. Tại sao Đại Dương nhất thiết phải tìm Đỗ Vũ chứ? Người có ý gì? Đại Dương, thần đã gặp Cường Hoa rồi. Vậy sao? Đúng vậy, công tử Cường Hoa nói nếu may mắn cưới được Hoa Dương công chúa, sau này mọi chuyện đều nghĩ cho nước Ngọc Sơn, không bao giờ làm chuyện tổn hại đến nước Ngọc Sơn. Đại Dương có gì sai khiến, hắn chắc chắn sẽ không màng sống chết, dốc hết sức mình. Vậy sao? Đúng vậy, so với Đỗ Vũ, Cường Hoa giỏi hơn một bậc. Hắn không chỉ là thủ lĩnh của bộ lạc Lam Sơn, còn là chủ tướng trấn thủ Liên Quan, nắm binh quyền trong tay. Còn Đỗ Vũ chỉ một thân một mình, chẳng qua chỉ là một tên đào phạm đang bị nước Ngư Phù đuổi bắt. Nhưng tính nết của Đỗ Vũ, Đại Dương làm sao biết tính nết của Cường Hoa không tốt chứ? Vậy cũng phải. Nhưng Đỗ Vũ không tham gia, công chúa sẽ không tham gia. Ngọc Sơn Dương ta luôn xem trọng lời hứa, lần này làm sao thu lại lời nói đây? Kế sách bây giờ đành phải nghĩ cách khiến Đỗ Vũ tham gia tỷ võ chiêu thân. Như vậy tỷ võ chiêu thân sẽ tiến hành thuận lợi, thể diện của nước Ngọc Sơn cũng giữ được. Vậy nếu Cường Hoa thua thì sao? Cái này thì phải xem bản lãnh của hắn rồi. Cho nên nhất định phải làm cho Đỗ Vũ tham gia tỷ võ chiêu thân. Công chúa cầu xin hắn còn không được, ta có thể làm gì? Không thể nào dí dao ép hắn chứ. Đỗ Vũ là đứa con có hiếu, chúng ta có thể nghĩ cách từ người mẹ cắp ni của hắn. Hiểu rồi, Đại Dương. Ngọc Sơn Dương, mẹ con chúng tôi ở Quý Quốc, ngày đối đãi với chúng tôi khách sáo như vậy, khiến cắp ni hổ thẹn không dám nhận. Các ngươi quá khách sáo rồi. Nếu đã chọn định cư ở nước Ngọc Sơn thì hãy tỏ ra tin tưởng Ngọc Sơn Dương ta. Cắp ni mama, ta thích bà sống ở chỗ ta. Từ chỗ bà, ta được nghe rất nhiều câu chuyện hay, còn quen biết được một vị anh hùng trong lòng ta.
Đỗ Vũ có là anh hùng gì đâu. Đỗ Vũ chính là anh hùng. Dân chúng trong nước Ngọc Sơn ta đều biết câu chuyện của Đỗ Vũ. Ngọc Sơn Vương quá khen rồi. Thực ra mỗi việc làm của Đỗ Vũ đều không đáng nhắc đến. Đỗ Vũ à, bổn vương thật sự rất ngưỡng mộ ngươi. Hôm nay ta chính thức mời ngươi tham gia tỉ võ chiêu thân của Hoa Dương. Cái gì? Sao các người đều im lặng vậy?